Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên cầu Phú Mỹ, cái cầu dây văng lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nối hai bờ giữa quận 7 và quận 2, bắc qua sông Sài Gòn. Đây, như các bạn thấy, một cảnh quan rất đẹp, sông nước rất hùng vĩ, mát mẻ. Và phía xa xa đó các bạn thấy không, cũng dây đất rất đẹp. Cái việc mà đứng trên cầu Phú Mỹ để chia sẻ cho các bạn thông tin hôm nay á, thì thật sự rất là ồn, nên là hy vọng các bạn sẽ cố gắng nghe. Nhưng mà tại vì mình thấy là việc mà chọn vị trí này để chia sẻ về dự án hôm nay á, thì sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn tổng thể rất là rõ ràng luôn. Đây, và như dãy đất lúc nãy mình vừa nói, rất đẹp nha các bạn. Một dãy đất nhô ra ngay sông Sài Gòn, và ngay đây là ngã ba sông. Các bạn rẽ tay trái sẽ về khu vực Đồng Nai, còn nếu mà rẽ về hướng bên tay phải á, thì một dãy đất xa xa hơn, đó là khu vực huyện Cần Giờ. Vị trí rất đẹp, và phía trong này, ngay góc này có thêm một nhánh sông nhỏ vào nữa, nên là với quỹ đất đó sẽ có ba mặt tiền sông. Và dự án đấy á, thì là một dự án mà mình nghĩ là sẽ có rất rất nhiều bạn biết vì khá nổi tiếng, đó là dự án mũi đèn đỏ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Có thể là nhiều bạn đã biết rồi nhưng mà chưa nhìn thấy qua những hình ảnh thực tế cũng như là vị trí của dự án. Quỹ đất hơn 100 hecta, một siêu dự án 6 sao. Rất đẹp nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì dự án chưa có những thông tin chính thức, nên là ở video này hôm nay mình chỉ có thể chia sẻ cho các bạn những hình ảnh thực tế như thế này thôi. Và cái thông tin chính thức thì mình sẽ hẹn các bạn ở một video khác, mình sẽ chia sẻ rõ hơn về dự án mũi đèn đỏ này. Còn với video hôm nay, với bài hôm nay, với dự án cụ thể hôm nay, thì mình sẽ mang đến những hình ảnh cũng như là những thông tin về một dự án quy mô nhỏ hơn tí, nhưng mà cũng là một dự án khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Thì đấy, tòa nhà trắng trắng có phủ một lớp lưới bảo vệ màu xanh như các bạn thấy trước mắt đây, cạnh bên dự án mũi đèn đỏ, thì đó là Sunshine Diamond River, một dự án quy mô cũng tương đối lớn do tập đoàn Sunshine thực hiện. Thì với dự án Diamond River này, đây là một trong hai dự án mà để Sunshine đánh dấu cho mình những điểm nhấn, những bước đột phá trong lần năm tiến vào Sài Gòn. Ngoài Sunshine Diamond River thì gần đây còn có một dự án khác, đó là Sunshine City Sài Gòn. Đây, như xa xa các bạn thấy đây, một tòa nhà tối tối nằm giữa hai lốc chung cư màu trắng. Phía bên tay phải sẽ là dự án The River Hall của Capital Land, và một cái lốc chung cư màu trắng gần hơn thì đó là Yamuna Đào Trí. Và ngay cạnh dự án Sunshine Diamond River còn có thêm hai lốc chung cư nhỏ nhỏ, thì đó là dự án Lost Garden. Các bạn đứng ở ngay vị trí này thì có thể hình dung rất rõ ràng tổng thể khu vực ở đây. Quay trở lại cụ thể với Sunshine Diamond River, thì đây là dự án do tập đoàn Sunshine thực hiện. Sunshine thì trong vài năm trở lại đây nổi lên như là một trong những thương hiệu phát triển bất động sản, một trong những chủ đầu tư rất uy tín và khá nổi bật ở thị trường Việt Nam. Vị trí dự án thì nằm trên đường Đào Trí nha các bạn. Và để vào con đường Đào Trí vào dự án thì các bạn có rất là nhiều hướng đi. Các bạn có thể đi theo đường Nguyễn Văn Quỳ, đường dẫn lên cầu Phú Mỹ nè, gặp ngay chỗ ngã ba Đào Trí, thì các bạn rẽ tay phải chạy thêm khoảng tầm 200-300 mét nữa thì dự án nằm bên phía tay trái luôn. Hoặc là các bạn có thể di chuyển bằng đường Phú Thuận. Cạnh bên Phú Thuận thì còn một đường nữa, đó là đường Hoàng Quốc Việt. Thì hai đường này các bạn đều có thể di chuyển vào đường Đào Trí và đều có thể
đi trực tiếp tới dự án Diamond River này. Nhưng mà hiện tại đường Đào Trí chưa được nâng cấp, nên là theo cá nhân mình, các bạn chọn đường Nguyễn Văn Quỳ đi vào sẽ thuận tiện hơn nhiều. Và với vị trí dự án ngay đây á, thì theo mình quan sát, mình khảo sát, nếu mà với bán kính di chuyển khoảng tầm 5 phút trở lại á, thì hầu như những tiện ích các bạn sẽ không được tiếp cận đầy đủ. Nhưng mà nếu mà mở rộng cái bán kính di chuyển xa hơn một tí, tầm 10 phút thôi, thì tất cả những tiện ích như là siêu thị nè, trung tâm thương mại, rồi hệ thống bệnh viện, trường học, hay đến các cơ quan hành chính, thì tất cả những tiện ích đó các bạn sẽ được tiếp cận đầy đủ luôn. Quy mô dự án thì cũng tương đối lớn nha các bạn, hơn 11 hectare với 8 block, cao tối đa 40 tầng, có tổng cộng sẽ là khoảng 4.000 căn hộ. Diện tích sẽ đa dạng từ 45m² cho đến những căn hơn 100m², tương ứng với lại 1 và 3 phòng ngủ. Thì đấy là những căn hộ cơ bản. Ngoài ra còn có những căn hộ khác như là penthouse nè, sky villa hay là office sale, nên là có rất rất nhiều loại hình cho các bạn lựa chọn. Và đây là phân khúc căn hộ cao cấp, nên là khi mà nhận nhà bàn giao, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện nội thất cao cấp cho các bạn. Bên trong thì sẽ được bố trí những thiết bị thông minh như là smart living, smart home. Thì với hệ thống công nghệ 4.0 như thế này á, hầu như các bạn sẽ rất là dễ bắt gặp ở những dự án do Sunshine triển khai. Bên ngoài sẽ được phủ một lớp kính Louis, giúp cho tầm nhìn view của các bạn sẽ được rộng rãi hơn. Và với việc thiết kế với tòa nhà theo hình cánh quạt á, sẽ giúp cho những cái view nhìn đó càng đẹp hơn nữa. Thêm một điểm mà mình thấy nữa là mặc dù có 8 lốc, nhưng mà việc bố trí những lốc làm xen kẽ lẫn nhau trên mặt bằng sẽ giúp cho những căn hộ có được rất là nhiều view. Và theo như mình biết á, cái con số mà những căn hộ có được view nhìn về sông Sài Gòn đẹp như thế này á, thì lên đến 80%, mà là một dự án khá tuyệt vời. Tại đây thì pháp lý sẽ là sổ hồng vĩnh viễn cho người Việt Nam, còn đối với người nước ngoài sẽ là 50 năm. Mật độ xây dựng ở đây cũng là một con số rất là lý tưởng nha các bạn, 24%, con số rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên với con số 24% thì phần tiện ích bên trong của dự án sẽ rất hấp dẫn. Và vì đây là một dự án phân khúc cao cấp nữa, nên là chắc chắn ngoài những tiện ích cơ bản ra thì còn có rất là nhiều tiện ích mà tương xứng với lại cái quy mô của dự án, cũng như là tương xứng với lại một dự án cao cấp. Có một số dự án thì ở phân khúc phổ thông các bạn chỉ có những tiện ích phổ thông cơ bản thôi. Còn đối với Sunshine Diamond River, theo như mình tìm hiểu qua thì có một số tiện ích mà mình cảm thấy rất là hấp dẫn, có thể kể qua như là vườn treo nè, quảng trường, rồi khu vực đi bộ trên cao, khu công viên bể bơi bốn mùa, bến thuyền. Đặc biệt hơn thì còn có hệ thống siêu thị, trường học Sunshine nữa. Đấy là những tiện ích nổi bật mà mình cảm thấy rất là hay. Ngoài ra thì dĩ nhiên những tiện ích cơ bản như là phòng gym, spa hay là khu sân vườn, rồi khu BBQ thì cũng có đầy đủ. Đấy là về phần tiện ích của dự án. Bây giờ về một điểm mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải quan tâm, đó là về giá. Thì theo như mình biết, giá của Sunshine Diamond River trên 55 triệu cho một mét vuông. Và theo như mình tìm hiểu thì giá của những dự án xung quanh đây cho một căn 2 phòng ngủ sẽ
hơn 2 tỷ. Ví dụ như là dự án đối diện đó là Yamona Đào Trí nè, hay là ngay cạnh bên luôn là Red Garden, hoặc một số dự án nằm dọc dài trên đường Đào Trí xa xa như các bạn thấy đấy. Và những dự án đó thì chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông thôi, một phân khúc hoàn toàn khác biệt so với Sunshine Diamond River. Khi mà các bạn nghe qua về giá của Sunshine Diamond River và các bạn điểm qua giá của những dự án quanh đây thì các bạn sẽ có một sự choáng ngợp. Vì tại sao giá lại cao như thế, trong khi xung quanh đây những dự án đều có một cái mức giá thấp hơn nhiều. Đấy, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu thêm về những thông tin như lúc nãy mình chia sẻ thì các bạn sẽ hiểu tại sao lại có một mức giá như vậy. Đơn giản, đó là một phân khúc cao cấp hơn, một chủ đầu tư uy tín rất là nhiều, cùng với đó là vị trí rất là đẹp, nằm ngay bên cạnh mũi đèn đỏ như thế này. Các bạn thử tưởng tượng trong tương lai mà khu vực mũi đèn đỏ đấy được xây dựng nên, chắc chắn một điều rằng một siêu dự án 6 sao như mũi đèn đỏ hình thành ngay vị trí đẹp như thế này giữa ngay sông Sài Gòn thì giá trị của Sunshine Diamond River ngay cạnh bên sẽ được cộng hưởng tăng đi rất là nhiều. Đấy là những thông tin mà mình tìm hiểu. Thế nên nếu mà quan tâm về Sunshine Diamond River thì các bạn có thể cân nhắc một số vấn đề như mình vừa chia sẻ, một số vấn đề về tương lai cũng như là về quy mô thiết kế hay là về chủ đầu tư của dự án. Ok, thì đó là những thông tin mà mình có được, mình muốn gửi đến các bạn. Đây, một vị trí mà các bạn có thể hình dung tổng thể toàn bộ khu vực ngay vị trí này. Và nếu như các bạn có thêm những đóng góp cho mình thì có thể để phía bên dưới phần bình luận để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đặc biệt sẽ có một bài chia sẻ về dự án mũi đèn đỏ đó. Ok, bye bye.